chưa thành công. Một chân sau đồng, bóng trong sân. Điểm một. Trở lại với trận đấu 10 năm. Đường ra. Điểm bóng trên sân đang là 8-11. 3 điểm liên tiếp của Thái Bình. Liệu có điểm thứ tư không? Và chuyền bài biên chưa thành công. Lần này thủ công của Đức Giang đã tấn công tốt. Tấn công một trận sau. Nam mấy giờ đánh anh ơi? Nam 4 giờ đánh anh em nhé. Và chắn thành công của Nguyễn Thị Nguyên, đội trưởng. Ngoài sự quan tâm đầu tư từ ban huấn luyện, đối với các ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng như ban huấn luyện. Tiếp bóng rất tốt với những pha tấn công búa bổ mang lại hiệu quả rất lớn cho Đức Giang. Tú Linh. Ba hàng sau của Nguyễn Thị Xuân. Một pha tấn công. Đội trưởng Nguyễn Thị Uyên tấn công rất ít. Lần này thì thủ công của Thái Bình. Có phải là Hồng Ngát không? Đúng là Hồng Ngát, không phải Nguyễn Thị Xuân. Hồng Ngát đang ở hàng dưới. Lần thứ hai của Nguyễn Thị Uyên. Nỗ lực cứu bóng, cố lên. Bóng vào rồi. Này Thái Bình thi đấu chủ yếu bằng hai vị trí phụ công thôi. Tú Linh, một pha tấn công từ biên 2. Mang về set point cho Đức Giang 24-19. 5 điểm set point. 80% những pha tấn công có tổ chức của Thái Bình trong hiệp đấu đang diễn ra đến từ những pha tấn công một chân sau đầu của các phụ công. Chồng trước thành công 20-24. Và lửa chắn rất tốt vừa rồi một theo. Chưa được, tấn công rất mạnh của Hồng Ngát vẫn chưa thành công. Sau đó là chủ công của Thái Bình có bóng lỏng tay. Thank you.
2023 gồm có 6 đội nam và 6 đội nữ, chia làm 2 bảng. Bảng bên này còn có một đội nữa là Bình Điền Long An. Đó là pha chắn Tony thành công. Nỗ lực cứu bóng vẫn còn. Lần thứ hai cho Thái Bình. Hơi thấp mất rồi. 3-3 của Tú Linh không phải. Đó là Lý Thị Luyến. Có cả thể công nữa. Cơ hội cho Đức Giang. Biên 4 của Tú Linh. Chưa được. 3-3 Nguyễn Thị Uyên. Và chuyển bóng chưa được tốt của Thái Bình. Hồng Át. Thái Bình đang yếu ở vị trí chuyền hai các bạn ạ. Chuyền hai linh hồn. Hiện đang suy nghĩ. Rất dài. Vẫn phòng thủ được. Ai sẽ là người chiến thắng trong pha bóng này? Vẫn còn. Vẫn còn. Bóng vẫn sang được. Một pha kỳ bóng sâu. Vẫn còn. Hồng Át. Đã có người chạm lưới. Đó là chủ công Hồng Át. Sau khi chị... Quá tuyệt vời. Một pha tấn công. Một chân sau đầu như cua bổ của Lý Thị Luyến. Anh đây. Rồi phản công cho Đức Giang. Tú Linh. Lần phản công thứ hai. Nguyễn Thị Xuân chưa thành công. Nguyễn Hương chủ công có cái tay trái rất khéo. Nguyễn Thị Uyên 3-3. Phòng thủ sáu lùi tốt của Nguyễn Thị Uyên. Nguyễn Hương lần này chém bay thành công. Một pha chém bóng rất kỹ thuật các bạn ạ. Lữ Phương một chân sau đầu trong sân. Lữ Phương phạt bóng. Rất mạnh. Nguyễn Hương vẫn chưa được. Hàng sau của Nguyễn Thị Uyên. Tốt của Tú Linh. Bạt bóng rất bay. Nguyễn Thị Uyên. Và tấn công thành công. 17 đều. 8-17. Hơi khó đối với Nguyễn Thị Uyên. Được rồi, hàng rào ba chắn của Đức Giang đã chặn bóng thành. Nguyễn Thị Uyên. Lần này thì Lý Thị Luyến và Tít Cha. Nguyễn Thị Uyên. Đập bóng thành công. 20-23 cho Thái Bình.
Mai Xuân. Chủ công vào thay người. Phạt bóng rất khó chịu. Tú Linh biên hai. Cơ hội phản công. Nguyễn Hương vẫn như pha gõ bóng lỏng tay, xử lý ngay hai chuyền của Lữ Phương chưa thành công. Nguyễn Thị Xuân ném bóng. Và cuối cùng pha bóng đã kết thúc phần thắng thuộc về Đức Giang. Chung cuộc hiệp đấu thứ hai, Đức Giang tiếp tục thắng Thái Bình với tỷ số 25-21. Đây là Mai Xuân lăn xả và cảm ơn của Bích Thủy. Chuyển một tốt rồi. Đây là Nguyễn Thị Xuân. Chủ công số 1 của Đức Giang. Chuyển hơi thu đằng sau và tấn công dọc biên, có tranh chấp trên lưới. Tú Linh tới rồi, phòng thủ sáu lùi vẫn còn cho Thái Bình. Nguyễn Thị Uyên và mổ bóng vào giữa sân chưa thành công. Cảm ơn vẫn chưa được. Lần thứ 3 của Tú Linh, lần này bóng leo lưới. Lần thứ 2 cảm ơn, chưa được, bóng sang rồi. Nỗ lực của Tú Linh không được rồi. Cuối cùng thì chiến thắng sau pha bóng răng co vừa rồi. Bích Thủy bỏ bóng chưa được. Tú Linh. Lần này một pha tấn công rất mạnh. Lữ Phương. Đó là Nguyễn Thị Xuân. 10. Mai Xuân. Vẫn là những điểm số của chủ công trẻ Mai. Và tấn công rất mạnh của Hồng Hạnh chưa thành công. Hàng sau của Tú Linh. Bóng trong sân. Đúng ở vị trí chậm. Trực tiếp trên fanpage bóng chuyền HD Line thuộc thương hiệu VHD. Thương hiệu VHD thì chuyên sản xuất giày VSD cày bê tông không đau gối. Anh chị em nào có nhu cầu mua thì nhắn thẳng vào fanpage này, hoặc có thể nhắn số Zalo 0989202998. Hoặc anh chị em nào đập bóng rất mạnh của Hồng Anh. Thank you.
Thanh Mai phát bóng rất khó. Vỡ chuyền một rồi. Rồi phản công. Biên 4. Nguyễn Thị Huyền có bóng lòng tay. Tú Linh chắn đơn thành công. Đó là Lữ Vương. Vẫn là Thanh Mai phát bóng. Đó là Hồng Ngát, cầu thủ vừa vào sân. Trở lại với trận đấu. Đó pha tấn công lao lên nhưng mà libero Thu Hiền đã lăn xả cứu bóng cho Thái Bình. Tú Linh biên 4. Pha trắng thành công, điểm bóng cho Đức Giang. Phòng thủ tốt của Hồng Ngát. Tú Linh biên 4 bỏ bóng. Thành công lại là Tú Linh. Lần này chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Huyền. Huấn luyện viên Trần Giáp đã hô rất to. Đập bóng tốt của Nguyễn Hòa. Xét bóng. Xử lý ngay hai chuyền của Thái Bình. Kết thúc 25-20 ở hiệp đấu thứ 3. Cho Thái Bình. Phá chắn của Tú Linh thành công. 1-2. Chủ công Hồng Ngát. Đúng là như vậy. Biên hai của Tú Linh. Ra tay nhanh như điện. Hai của Tú Linh. Vừa rồi. Mai Xuân. Đá bóng rất mạnh của Hồng Hạnh. 3-3 của Tú Linh. Bóng trong sân rất nhiều. Điểm bóng cho Đức Giang. Bóng trong sân. Còn đúng một khe nhỏ thì Mai Xuân cũng đã tấn công. Cơ hội. Chưa thành công. Tay trái rất khéo. 7-3 cho Thái Bình. Thái Bình thì liên lạc với huấn luyện viên Trần Giáp, hoặc là anh chị em nào biết có ai đó mà có con em từ 12, 13, 14 tuổi cao 1m62 trở lên thì hãy giới thiệu cho huấn luyện viên Trần Giáp các bạn nhé. Trở lại với trận đấu, điểm bóng vẫn đang là 8-3. Liên tiếp những pha tấn công của Đức Giang. Cuối cùng thì Hồng Mạnh đã thành công. Bắt bóng ăn điểm trực tiếp. Đó là phụ công cao nhất sân Lý Thị Luyến. Sau thành công rồi. Tấn công cá mơn của Minh Thủy. Bùi Huyền sẽ truyền cho ai đây? Mai Xuân. 2k2 1m70 hay là Thanh Mai? Đó là Thanh Mai. Và tấn công một chân sau đầu pha bóng này. Đúng là Bích Thủy rồi.
một trận giao đấu của Minh Thủy thành công. Ở bảng bên kia, tại bán kết, đội bóng mạnh của Tú Linh. Lần thứ hai thì Thanh Mai đã thành công. Nền sân bê tông dành cho anh chị em chơi bóng chuyền phong trào, bóng chuyền hơi và bóng chuyền ra. Đây. Trận đấu 23-16. Rất nhanh tay của Bích Thủy, lần này thì không có một sai sót nào đối với. Đó là Lữ Phương. Và tấn công như tên bắn của Tú Linh được biên. Tấn công tốt của Nữ Phương, 25-18 kết thúc hiệp đấu thứ tư. Thái Bình tiếp tục thắng Đức Giang, đang được dồn cho hiệp quyết thắng thứ năm này. Ngay từ điểm bóng đầu tiên đã rất căng thẳng rồi. Tú Linh đập bóng rất mạnh từ biên 4, phá chắn thành công. Cặp chủ công đó là Nguyễn Hương và đội trưởng Nguyễn Thị Uyên. Đối chuyền là Mai Xuân, và cặp phụ công đó là Lữ Phương và Thanh Mai. Nguyễn Thị Uyên vẫn còn. Tú Linh, lần thứ hai của Tú Linh, lần này gõ bóng lỏng tay, ai đây? Kinh nghiệm Nguyễn Hoa, và tấn công về 6 chưa thành công. Lần thứ ba của Tú Linh, lần này thì Tú Linh đã phá chắn rất mạnh thành công, điểm bóng cho Đức Giang là 3-1. Bình Thủy phát bóng, chuyền một của Nguyễn Uyên, biên 4 của Nguyễn Hương. Lại là Tú Linh, phòng thủ sáu lùi tốt của libero Bùi Hiền. Một pha ra tay rất nhanh của đội trưởng Nguyễn Uyên. Nhún nhảy lại, hai huấn luyện viên đang nhìn nhau âu yếm. Huấn luyện viên Thái Lan cũng dậy. Và
rất đỉnh của Nguyễn Uyên. Và rất bất ngờ đó là Thanh Mai không còn những pha tấn công. Tiche sẽ chắn Nguyễn Thị Uyên, vẫn là Thanh Mai, một chân sau.